cảm ơn và kính chào quý vị đã đến với kênh YouTube chính thức của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chúng tôi luôn cập nhật những thông tin mới nhất, nóng nhất trong 24 giờ qua để gửi đến quý vị. Ngay sau đây là phần nội dung chi tiết. Hà Nội đang đẩy nhanh tiến độ công tác chuẩn bị đầu tư cầu qua sông Hồng nối Tây Hồ với Đông Anh, vốn đầu tư khoảng 20.000 tỷ đồng. Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông vừa được Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội giao nhiệm vụ chủ trì, phối hợp với Sở Giao thông Vận tải cùng các đơn vị tư vấn tổ chức lập báo cáo nghiên cứu khả thi dự án cầu Tứ Liên và đường từ cầu Tứ Liên đến cao tốc Hà Nội Thái Nguyên, trình Ủy ban nhân dân thành phố xem xét trong quý 3 năm 2024, hướng đến kế hoạch khởi công dự án trong năm 2024. Đây là một trong những công trình giao thông trọng điểm của Hà Nội thực hiện trong giai đoạn 2021-2025, được đầu tư theo phương thức đối tác công tư. Sơ bộ, tổng mức đầu tư khoảng 20.000 tỷ đồng, dự án đầu tư xây dựng cầu Tứ Liên và đường từ cầu Tứ Liên đến cao tốc Hà Nội-Thái Nguyên có tổng chiều dài khoảng 11,5 km từ nút giao Nghi Tàm, quận Tây Hồ đến nút giao Vành Đai 3, cao tốc Hà Nội-Thái Nguyên, huyện Đông Anh. Trong đó, cầu Tứ Liên bắc qua sông Hồng có chiều dài 2,9 km, cầu chính dài 1 km, quy mô mặt cắt ngang theo quy hoạch đảm bảo 6 làn xe cơ giới, 2 làn hỗn hợp và 2 làn đi bộ. Dự án có 5 nút giao, gồm nút giao Nghi Tàm, nút giao Hữu Hồng, nút giao kết nối bãi giữa, nút giao Tả Hồng, nút giao quốc lộ 5 kéo dài. Theo phương án thiết kế được phê duyệt, Tứ Liên là cầu dây văng, kết hợp văng xoắn tạo ra các nhịp lớn với hệ khung kết cấu thép nhẹ. Hai hệ trụ cầu chính được tạo hình, kỳ vọng sẽ trở thành biểu tượng mới của Hà Nội. Nhịp cầu dài 1.000 m, khoảng cách trụ 500 m, đỉnh tháp cao 158 m, chịu được động đất cấp 8. Theo Sở Giao thông Vận tải Hà Nội, việc hình thành cây cầu trong nội đô bắc qua sông Hồng sẽ góp phần làm giảm ách tắc giao thông cho các tuyến từ nội thành lên các tỉnh phía Bắc, hình thành cửa ngõ thứ ba bên cạnh cầu Thăng Long và cầu Nhật Tân, từ sân bay quốc tế Nội Bài về trung tâm thành phố. Cầu Tứ Liên cũng sẽ phục vụ trực tiếp cho việc phát triển đô thị Hà Nội lên phía Bắc, giãn mật độ dân cư, trung tâm thành phố, góp phần vào sự phát triển bền vững của thành phố. Về tầm nhìn dài hạn, cầu Tứ Liên sẽ là cây cầu quan trọng trong số các cây cầu dự kiến xây dựng mới trong đô thị trung tâm, góp phần mở ra hướng phát triển mới của thủ đô. Phấn đấu hoàn thành 12 trên 12 dự án thuộc đường cao tốc Bắc Nam trong năm 2025. Đây là mục tiêu mà Bộ Giao thông Vận tải đưa ra nhằm đẩy mạnh giao thông đi lại và phát triển kinh tế. Theo báo cáo mới nhất của Bộ Giao thông Vận tải, tổng sản lượng thi công của 12 dự án cao tốc đã đạt trên 45.000 tỷ đồng, tương đương 46% tổng mức đầu tư, trong đó có 7 dự án sẽ hoàn thành giữa năm sau, số còn lại được đẩy tiến độ để phấn đấu thông xe vào cuối năm 2025. Để đảm bảo tiến độ dự án, Bộ Giao thông Vận tải đã yêu cầu các chủ đầu tư, nhà thầu phối hợp với địa phương sớm tháo gỡ vướng mắc để giải phóng mặt bằng, di rời hạ tầng kỹ thuật, cung ứng vật liệu xây dựng, đảm bảo đủ trữ lượng và công suất, đáp ứng tiến độ thi công các dự án. Theo mục tiêu đề ra, các dự án thành phần dự kiến hoàn thành cơ bản năm 2025 và khai thác vào năm 2026 sẽ nối liền toàn trục cao tốc Bắc Nam từ Lạng Sơn đến Cà Mau. Từ năm 2021 đến nay, cả nước đã hoàn thành khoảng 40.600 căn nhà ở xã hội, trong đó Bắc Ninh, Hà Nội, Bắc Giang, Khánh Hòa, Thanh Hóa, Tây Ninh, Bình Dương dẫn đầu cả nước. Theo Bộ Y tế, số lượng nhà ở xã hội được hoàn thành từ năm 2021 đến nay, thời điểm cuối tháng 8 năm 2024, thấp hơn rất nhiều so với mục tiêu đề án xây dựng 1 triệu căn nhà ở xã hội của Chính phủ, hoàn thành 428.000 căn nhà ở xã hội trong giai đoạn 2021-2025. Trong đó, tỉnh Bắc Ninh đã hoàn thành xây dựng 6.000 căn nhà ở xã hội, là địa phương dẫn đầu cả nước về phát triển nhà ở xã hội. Tiếp đó là Hà Nội với 5.200 căn, Bắc Giang 3.778 căn, Khánh Hòa 3.364 căn, Thanh Hóa 2.197 căn, Tây Ninh 2.098 căn, Bình Dương 2.045 căn, Thành phố Hồ Chí Minh 1.233 căn. Về kết quả triển khai thực hiện các dự án nhà ở xã hội,
Theo Bộ Xây dựng, qua tổng hợp báo cáo từ các địa phương, trong giai đoạn từ 2021 đến nay, cả nước có 619 dự án nhà ở xã hội được triển khai với quy mô khoảng 561.816 căn. Tuy nhiên, mới có 79 dự án nhà ở xã hội hoàn thành, 128 dự án nhà ở xã hội khởi công xây dựng và 412 dự án nhà ở xã hội được chấp thuận chủ trương đầu tư. Đáng lưu ý, một số địa phương có nhu cầu về nhà ở xã hội cao nhưng chưa có dự án hoàn thành như Thái Nguyên, Ninh Bình, Nam Định, Thừa Thiên Huế, Vĩnh Long, Bến Tre, Bạc Liêu, Cà Mau. Bộ Xây dựng cũng cho biết tổng số lượng căn hộ nhà ở xã hội được khởi công hoàn thành đến nay đạt khoảng 35,6% mục tiêu đề án xây 1 triệu căn nhà ở xã hội giai đoạn đến năm 2025. Quy hoạch bố trí quỹ đất phát triển nhà ở xã hội khoảng 9.575 ha. Tính đến cuối tháng 8 năm 2024, nhiều địa phương đã quan tâm dành quỹ đất xây nhà ở xã hội ở các vị trí thuận lợi gần trung tâm đô thị, khu công nghiệp, đáp ứng hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội như Đồng Nai 1.064 ha, Quảng Ninh 666 ha, Hải Phòng 644 ha, Bình Dương 408 ha. Cũng theo Bộ Xây dựng, đến nay, gói tín dụng ưu đãi 120.000 tỷ đồng cho phát triển nhà ở xã hội đã giải ngân được 1.344 tỷ đồng, trong đó có 1.295 tỷ đồng cho các chủ đầu tư vay, 49 tỷ đồng cho người mua nhà vay. Sở Xây dựng Hà Nội cho biết từ đầu năm đến nay, trên địa bàn thành phố có 9 dự án nhà ở đủ điều kiện của bất động sản hình thành trong tương lai được đưa vào kinh doanh theo luật kinh doanh bất động sản. Các dự án này dự kiến cung cấp hơn 8.300 căn hộ, tương ứng khoảng 665.000 m2 sàn, tổng mức đầu tư gần 6.000 tỷ đồng. Hiện các dự án cơ bản hoàn thành, giải phóng mặt bằng dự kiến hoàn thành trong giai đoạn từ năm 2026 đến năm 2029. Cùng với việc công bố danh mục nhà ở xã hội, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội cũng cập nhật 10 dự án nhà ở đang triển khai, dự kiến hoàn thành trong năm tới với hơn 1.000 căn. Dự kiến sau năm 2025, Hà Nội có 26 dự án sẽ hoàn thành với gần 9.900 căn. Ngoài ra, còn có 36 dự án, tương đương với khoảng 49.000 căn, đang làm thủ tục đầu tư ở các huyện Gia Lâm, Hoài Đức, Đông Anh, Thanh Trì, Đan Phượng và Thường Tín.